là do là em xấu nên đâu có ai mà thích em đâu. Chưa bóc tem. Dạ, chưa đụng phụ nữ. Rồi thí dụ người ta đụng mình cho không? Lỡ mà tự nhiên cái chị mà không thích người ta, chị không có tình cảm với người ta, chị đụng mất công. Vị ngon đồ ấn tượng, hậu vị cần vấn vương. Vị ngon nhân đôi có ở Asi Ngon Mới. Vị ngon nhân đôi. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với cặp đôi của chương trình ngày hôm nay. Hello em trai. Dạ em chào chị. Ừ, chị gì vậy? Chị nào? Dạ chị Tường. Rồi cảm ơn em, chị chưa được thấy gương mặt của em. Tại vì nó còn ẩn hiện đằng sau cái mặt nạ. Đợi ít phút nha, bây giờ chị Tường sẽ ra mời bạn gái của em vào. Dạ, rồi mình sẽ được thoải mái ngay, chị biết mà ngồi trong bóng tối là khó chịu lắm. Dạ. Rồi, mời em gái. Rồi, tới rồi đó cưng. Rồi. Rồi, hai bạn tháo mặt nạ được rồi nha. Chào hai bạn. Bây giờ mình đã ngồi vào vị trí rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho nhau nghe. Nói lớn, nói rõ lên để đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình. Rồi mời em trai. Dạ em chào chị Tường, chào bạn nữ bên... Bên kia trái tim. Bên kia trái tim. Và chào mọi người cùng xem chương trình. Em là Trần Bình Hải, hôm nay em 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Quê em ở Bình Dương, hiện em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ em ở quận 10. Ở quận 10, em gái. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Hồng. Nguyễn Thị Hồng. Năm nay 27 tuổi, em hiện tại là nhân viên bán hàng qua mạng online. Bán cho mình hay là đi làm cho bán người ta đấy. À đi bán cho người ta. Rồi mình ở đâu? Dạ em làm tại bên Hóc Môn á chị, còn ở quận 12. Ở quận 12 vậy cũng gần. Quê em ở đâu? Em ở Bình Định nhưng mà hiện tại thì ba mẹ thì ở dưới Lâm Đồng. À, em ở trọ? Dạ không, ở nhà. Ở nhà? Dạ. Ở nhà ở với ai? Thì anh chị em trong đó. Dạ, tới năm anh chị em là đã vào trong này rồi, còn ba dạ. Mẹ thì ở ngoài Lâm Đồng. Dạ đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì nhiệt tình, hòa đồng, luôn năng nổ trong công việc. Biết nấu ăn hay là chơi mấy môn thể thao thì mỗi cái em đều biết một chút chút. Thể thao thí dụ như môn gì nè? Bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn. Chơi thể thao vậy đấy hả? Biết, em biết chơi nhưng mà chút chút. À, chút chút. Dạ, chứ không có giỏi. Rồi, vậy còn điểm yếu? Em chắc tính ra chắc nhiều điểm yếu. Đâu, nói cái gì mà nó yếu nhất á. Như là nhậu yếu nè. Nhậu yếu? Ờ, hát không hay, em cũng ghi nhận là một cái là điểm yếu của em. Nhậu yếu tốt chứ mắc mớ gì đâu, gọi là khuyết điểm. Trời ơi, khuyết điểm á chị, nhiều khi em nhậu vô em làm gì đó mới là khuyết điểm chứ, còn mà nhậu mà yếu thì có gì đâu khuyết điểm. Em nhậu vô em ngủ không à, cứ nhậu vô là buồn ngủ. Có tật xấu gì nữa không? Nhậu vô á, thường là ngủ thì thường là sẽ quên đi, giống như mà tắm hay vệ sinh cá nhân á, cứ nhậu vô là buồn ngủ qua ngày mai mới. Rồi mai vậy có tắm không? Có chứ chị, không đi làm không có, lên xếp đuổi. Có nghĩa tối đó ví dụ mà nhậu về là lăn ra ngủ luôn chứ không có rỉnh răng rửa mặt tắm rửa thay đồ thay đạc gì hết. Dạ đúng rồi. Để nguyên con vậy là đi ngủ luôn đó. Dạ đúng rồi. Có vợ đi nhậu về thì nguyên con là xuống đất ngủ nha cưng. Trời, mai mốt mà em có vợ là em bớt nhậu liền. Ờ, vậy tốt. Vậy còn em gái thì sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm mạnh em vui vẻ, hòa đồng, trong công việc thì rất là nhiệt tình. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính, đang ngủ chẳng hạn. Nếu ai mà đánh thức em là hay quạo lắm. Rồi em quạo em làm gì người ta? Thì chửi. Rồi đó coi, chửi sao? Chửi, mới giờ này mà kêu rồi lạc ồn lên. Ngủ hơi xấu máu một chút xíu, xấu tính một xíu. Còn gì nữa không? Nhiều lúc thì xiên lắm nhưng mà nhiều lúc mà trợ chứng lên hay làm biến lắm. Kiểu mà nóng tính lên là dễ nổi khùng lắm. Biến tắm nhóm bên đây hả? À không, có tắm thì bình thường em ngày tắm 2-3 lần lắm. Chứ làm biến gì? Làm việc nhà chẳng hạn. Về tình trường thì hai đứa thì sao? Em sao? Em thì hồi nào giờ em chưa quen ai luôn. 25 tuổi giờ chưa quen ai luôn? Dạ, chưa mạnh tình, chắc dai. Có ai để ý em không? Có em để ý người ta thì có nhưng có mà... Có em để ý người ta? Dạ. Em để ý là kiểu để ý sơ sơ hay là thích thích thôi? Dạ thích thích thôi. Có cái nào mà thích sâu đậm về mà phải mất ăn mất ngủ? Dạ chưa chị ơi. Có thích con trai không? Trai thì sao thích, thích bạn gái. Có nghĩa là thấy bạn gái là vẫn có thích? Dạ. Đẹp là phải thích chứ. Đẹp là phải thích. Nhưng mà cũng không có mãnh liệt, chỉ thích sương sương à. Dạ. Có kỳ vậy ta. Với lại mà chắc là do là em xấu nên đâu có ai mà thích em đâu. Vậy là đó giờ rồi, nắm tay ai chưa? Có. Quen ai nắm tay? Trời ơi, đi chơi kéo co, đi hoạt động phong trào đoàn. Có hung ai chưa? Hồi bé em có hung mẹ em, chắc là có. Nó hung bạn gái chứ hung mẹ nó làm chi trời. Dạ hung bạn gái thì chưa. Cái suy nghĩ là biết chưa rồi. Chưa. Vậy là còn nguyên. Dạ đúng rồi. Còn ý nguyên. Dạ đúng rồi. Chưa bóc tem. Dạ, chưa đụng phụ nữ. Trời ơi. Rồi thí dụ người ta đụng mình cho không? Tùy chứ chị, nếu mà... Tùy chứ đụng bình thường giống như chị đụng em hay mấy bạn đụng em thì vẫn là bình thường. Không, chuyện trai gái mà cứ chị em với mẹ con như thế hoài thì khổ ghê. Sao? Cho không? Cái tùy trường hợp chứ chị. Tùy gì nữa, bạn gái đụng mà cũng phải tùy nữa hả? Lỡ mà tự nhiên cái chị mà không thích người ta, chị không có tình cảm với người ta, chị đụng mất công khổ người ta. Chị thì con trai có lẽ giống như em ví dụ nha thì không sao. Còn như người ta phụ nữ nhiều khi mình đặt cho người ta mối hy vọng vậy.
cái đùng cái mình dập tắt người ta cảm thấy tội lắm. Trời, đạo đức ghê luôn. Dạ. Con gái người ta thích mình người ta mới đụng mình, người ta đụng mình thì người ta có chơi có chịu, ai đổ thừa ai bắt ông làm gì đâu mà chưa gì ông sợ rồi chịu trách nhiệm. Nhưng mà em không có tình cảm, em sợ làm ta, sợ người ta tổn thương. Có nghĩa dù ế nhưng mà phải con gái nào cũng phải đụng mình là cũng phải mình phải thích mình mới cho đụng, đúng không? Đúng không? Mình suy nghĩ nữa, chẳng cái gì mà dân chơi mà cứ suy nghĩ hoài, hèn chi ế. Bây giờ đụng cho không? Bạn gái, bạn gái đụng cho không? Bây giờ đụng cho chứ. Cho chứ, bữa nay ta cười nè. Nghe ảnh, tình trường của ảnh chưa có gì trơn, trơ lơ trụi lụi trống trơn, em thấy sao? Em cũng thế mà. Hả? Em cũng vậy mà. Em cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bản thân em có thích ai không? Có được yêu đơn phương ai không? Có. Đó, người ta hơn mình, người ta ít ra cũng có yêu đơn phương nè. Thích 3 năm lận đó chị. 3 năm? Em có tỏ tình cho người ta biết không? Tại em người kiểu hay nhút nhát một chút. Cảm giác yêu đơn phương như thế nào? Em nói cho bên đây người ta nghe với bên đây người ta học hỏi nè. Thấy bạn nam đó mà nói chuyện với con gái khác á, chung cũng không thích. Tối trong người ha, lồng lộn mình ha. Nói chung là mặt không có vui rồi đó. Vui. Hay tìm cớ kiểu là để tiếp cận người ta. Thích bạn đó từ lớp 10 đến 12 chị. Mà cái bạn đó có biết em thích bạn đó không? Em cũng không biết. Trời. Em nghĩ là chắc không biết, nhưng mà chắc người ta không thích, người ta không có. 3 năm trời cũng chung thủy lắm nha. Gặp dù đơn phương 3 năm là mối tình rất chung thủy. Chung thủy. Ủa vậy rồi có nắm tay chưa? Chưa. Vậy là hôn cũng chưa hôn luôn. Dạ không. Lấy thôi. Bạn trai hôn cho không? Dạ xin được. Dạ được. Người ta không suy nghĩ. Người ta bạn trai hôn cho không? Dạ được, không suy nghĩ. Còn ai kia? Là hồi lúc thôi, lúc em mới suy nghĩ. Hồi lúc cái gì? Hồi nãy tôi đang hỏi tức thì đây, ông đừng có tráo trở. Thiệt tình luôn á, em mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m65. Cao nhiều? Dạ, 75. Gì nữa? Biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Tính tình thì vui vẻ, có công việc thì ổn định, có nghĩa là có thể kiếm ra tiền đó. Ổn định công việc phải không? Làm ngân hàng phải không? Làm khâu nào chổng? Dạ, bên hỗ trợ kinh doanh, chỗ tư vấn khách hàng, tài chính hàng cá nhân vậy. Đã ế mà đừng nói không quan tâm chăm sóc bạn gái nữa là thua luôn nha. Có gì vậy? Cần cù bù đẹp trai được không? Dạ được. Ngoại hình đi em. Nói chung là gọn gàng là được rồi chứ. Tóc tai. Đừng có tóc dài, đừng có nhuộm, nếu mà không nhuộm là tốt nhất. Tóc ít chút xíu được không? Miễn cưỡng được, đừng hả? Miễn đừng để hói. Đừng dùng từ hói, người ta không có thích. Trắng cao chứ không đừng dùng từ hói nha. Tóc đen, mượt, bóng, hơi cao cao xíu thôi, được không? Được. Rồi, còn em, mẫu người bạn gái của em sao? Dễ nhìn chút, dễ nhìn là theo mắt thẩm mỹ của em đi. Dễ nhìn là sao? Mắt em sáng thì em nhìn dễ thôi chứ. Ngoại hình thì cũng từ 1m50, 50 trở lên được. Là được. Tóc tai, mắt, mũi, miệng, quần áo, phong cách. Tóc mà đừng có nhộm màu đỏ chót hay mà đồ màu vàng quá. Nãy giờ theo chị miêu tả cho em hình dung ra bạn trai bên này như thế nào? Chắc hơi có khó tính không ta? Khó tính không hả? Em nghe kiểu thôi. Ghê thiệt, nói chuyện qua cửa trái tim mà biết bên đây khó tính luôn. Mà em đoán ngoại hình của anh á. Ngoại hình hả? Em nghĩ chắc cũng dễ nhìn á. Mắt, mũi, miệng. Cái đó khó quá. Đố em mà đang mặc đồ gì? Áo sơ mi quần tây. Trời hay dữ. Em đoán mình bạn gái mới khó nè. Dạ. Đoán cổ đi. Tóc dài hay tóc ngắn? Theo mà em nghĩ thì chắc là ngang ngang đây nè chị. Cổ đang mặc đồ gì? Thì mặc cái đầm. Cái đầm? Cái đầm như thế nào? Kín đáo, hở hang, cổ điển, hiện đại. Chắc cũng kín đáo quá chị. Cũng kín đáo. Dạ. Mập ốm cao thấp như thế nào? Theo em nghĩ chắc bạn đó cũng cỡ 1m58 hay 1m6 chị. Nãy sao em đòi có 1m50 vậy, em lên tới 1m6 dữ vậy? Nhưng mà em nghĩ về bạn đó. Mẫu của em là 1m50 nhưng mà em nghĩ bạn này 1m6. Dạ. Cái cơ sở nào mà em nghĩ người ta 1m6? Thì bạn đó nghĩ là em phải từ 1m6 trở lên thì em nghĩ như vậy. Suy đoán rồi gì nữa? Vừa chứ không có mập đâu chị. Số đo 3 vòng. Số đo 3 vòng hả? Tính. Rồi về số đo 3 vòng em đưa gì ra vậy, em làm gì vậy? Dạ. Em làm gì vậy? Em tính là giống như là một mét sáu đồ là bao nhiêu đó. Em tính đại đi, trời, ngân hàng phải có con số chứ. Chắc cũng 80 hay 60 hay 90 gì đó. Trời ơi, cao 1m6, 80, 60, 90. Dạ, xin giới thiệu với quý vị màn trình diễn thời trang của Hoa Hậu. Dạ. Mở cửa trái tim ra một cái, nhìn nhau cái là phát biểu cảm nghĩ liền nha. Dạ. Ok. Em đợi nãy giờ. Đợi nãy giờ luôn hả? Mở cửa trái tim. Các bạn, đây, nay tới chương trình có món quà tặng bạn. Cảm ơn, mình cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng bạn. Dạ rồi, cảm ơn. Anh tặng em, nói lại đi. Nay đến với chương trình thì anh cũng có cái món quà. Cây này là nó là cây may mắn. Thì anh hy vọng là giống như tặng nó cho em, giống như sẽ mang may mắn nhiều đến cho em. Em tặng quà gì cho ảnh vậy em? Con gấu bông. Cái này mình có thể treo trên điện, dạ. Trên móc khóa. Nhớ nha, hãy nhìn thấy gấu như nhìn thấy em. Ừ, nó rồi đó. Đúng luôn á nhỉ.
Giống luôn á hả? Và sao bây giờ cảm nhận đầu tiên hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào nè? Mời em trai. Cảm nhận thì cũng gần gần như em suy đoán là vậy. Nhưng vậy mà hả? Gặp bạn đó thì giống như vừa nhìn đầu tiên á, thì nhìn là thấy bạn đó giống trẻ là người hiền hậu. 80, 60, 90 không em? Chưa có thấy. 80, 60, 90. Trời ơi, vậy mà còn chưa thấy nữa. Vậy đã thấy rồi. Chưa. Còn em sao? Cảm nhận của em khi mà lần đầu tiên nhìn thấy Hải thì em thấy như thế nào? Đúng là em nói chắc hơi khó tính. Sao mà mới gặp của người ta chưa có nói năng, nói tặng quà không mà người ta nói mình khó tính. Bây giờ cái trách nhiệm của em làm sao em phải xóa bỏ cái tư tưởng đó trong đầu của cổ. Làm được không? Dạ được chứ chị. 1 phút 30 giây được không? 3 phút đi, có nhiều thời gian rồi, tâm sự nói chuyện được. Bây giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dở Hở Food. Vừa ăn mình vừa tâm sự với nhau. 3 phút đúng không? 3 phút phải làm sao cổ không thấy em khó tính nữa mới được nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức trời ơi, một bàn đồ ăn ngon quá trời ngon luôn nè. Xíu mại bào ngư nè, bánh xếp nước phi cá nhân sâm nè, bánh thiên nga khoai môn đen, bánh trứng nướng bồ đào nha, mì đùi vịt quay. Ây cha, nhìn thôi là hấp dẫn rồi. Đói bụng quá, chị Tường cũng đi vô kiếm đồ ăn ăn đây. Hai bạn vừa ăn uống vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau nha. Yeah. Nhớ đừng có ham ăn mà quên cái nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của mình. 3 phút nữa chị Tường quay trở lại đó nha. Nha. Lâu xíu cũng được hả? Rồi mời hai bạn. Mời em ăn chưa? À, mời. Em làm ở đâu? À, với Hóc Môn. Công việc của em làm giờ giấc đồ ra làm sao? Sáng khoảng 10 giờ. Sáng 10 giờ làm tới mấy giờ? Em ăn chưa đi? Dạ. Tối hả? Khoảng tùy hôm á, 8 giờ đến 9 giờ. Thì anh hy vọng vào cái mối quan hệ này, nhưng mà nếu mà xong chương trình này á, nếu mà có khi nào mà em rảnh á thì cho nó khoảng thời gian. Bình thường em hay về quê không? Có, nói chung là năm về cũng 2-3 lần. Anh có gia trưởng không? Không, mới tiếp xúc em nghĩ là nó hơi khó tính. Tại do mà mình ế từ bé tới giờ đó. Cái mình thấy mà giống như những người bạn của mình, những người bạn của mình là sao mà giống như lớn lên cái rồi ai cũng có cặp có đôi, mà tự nhiên cái có những người mà ta quen nhau cái đùng cái rồi người ta chia tay, hay có những người ta cưới nhau về người ta chia tay. Mình không có tin đúng không? Cái rồi xong cái mình cũng đặt dấu hỏi tại sao người ta lại chia tay như vậy. Cái lúc đó cái mua sách tâm lý rồi cái đi học về tâm lý. Học về tâm lý nên cái gì cái người ta cứ nghĩ là mình khó vậy mà không có. Ví dụ như sau này em với anh có thể tới được công việc nhà, ví dụ có con cái thì sao? Anh có phụ không? Phụ chứ em, tại bình thường ở nhà mà đa phần là anh làm công việc nhà không mà. À là nhà anh bên quận 10 luôn hả? Nhà ở bên Bình Dương á. À anh chỉ làm trên đây thôi. Đúng rồi, lên trên đây đi làm rồi ở trọ ở trên đây. Thường là ở nhà hay ở trên đây đa phần phải làm việc nhà. Biết làm mà từ lúc mà đi ở đợ đó. Hồi đó mà đi học á, xa với lại có mấy đứa bạn thân. Mẹ bạn đó bị khớp, còn bạn đó thì cũng học đại học ở xa. Cái mình tới mình phụ nhà, từ đó biết nấu ăn cái gì việc nhà. Nấu ngon không? Ăn thì được rồi. Chắc cũng được, chứ lại tùy mà cảm nhận của em thôi. Là làm con hè tính toán nhiều rồi có tính toán không vậy? Trời ơi, bây giờ thì mình chưa có gia đình, mình làm ra được tiền thì mình vẫn sẽ xài, nhưng mà mình xài mình sẽ có một cái khoản gì đó mình đãi cho nhiều khi mình ốm đau bệnh tật thôi. Còn giống như mà khi mà mai mốt mà có gia đình thì đa phần là mình sẽ lo cho gia đình mình nhiều hơn, đâu phải là cứ mà cái gì mình cũng tính toán như vậy. À vậy thì được, tại sợ con trai mà tính toán nhiều sợ lắm, mới 25 mình cũng đâu có ế. Buồn lắm em ơi, nhắc tới không ế vậy, nhiều khi mà mình nghĩ mình cũng đang còn trẻ, ra ngoài đường mà thấy tự nhiên cái bạn bè cái người ta cái chở nhau đi chơi lễ Tết 14-2 Noel vậy đó, nhiều khi không dám ra đường luôn. Tủi thân đúng không? Đúng rồi, có lúc mà rớm nước mắt luôn kìa. Điều gì mà do khó tính quá sao không có ai vậy? Làm gì có, ngân hàng nhiều nữ lắm đó chú. Ai cũng nghĩ như vậy á, khi mà mình vô mà ngân hàng không có ai nghĩ là mình ế, tại mọi người kêu là nhìn mày cũng hơi xấu thôi chứ không có nổi xấu lắm. Cũng có công ăn việc làm ổn định đi. Tao mà ngân hàng gái nhiều vậy mà mày không quen được ai. Những người người ta vô đa phần người ta, một là người ta có người yêu, hai là người ta có gia đình rồi. Còn cái trường hợp còn lại đó thì người ta giống như không thích mình, hay người ta đặt cho người ta một cái tiêu chí là giống như là phải đẹp trai, nhà giàu, đại loại như vậy đó. Đi làm mà đủ điều kiện nuôi bản thân mình là được rồi. Thường làm như vậy á, lễ Tết đồ mình có được nghỉ được rảnh hay gì thứ bảy chủ nhật gì không? Vẫn là nói chung là làm cho vẫn nghỉ theo bình thường. Cũng được chị. Mình cũng được, tôi đâu biết gì đâu. Vụ gì đang hẹn hò phải không? Nói chung là lễ Tết được nghỉ bình thường. Đang hẹn mà đó giống như mà cuối tuần á, rảnh được đi chơi. Mà định đưa người ta đi chơi ở đâu? Em với mấy anh chị chỗ phòng kinh doanh, chỗ bên phòng em á, thì dự định là đi Nha Trang chơi. Đi Nha Trang chơi. Bạn gái mới gặp chưa gì rủ đi chơi xa rồi, thiệt luôn á. Rồi bây giờ nè, cho bóc bài nè, tôi test bạn vài cái thôi. Chứ giờ 25 tuổi mà miệng cũng dẻo nè ha. Bây giờ mời bạn nữ bóc trước nha, đọc lớn lên. Anh có thể cõng hoặc bế em đi 5 phòng không? Được rồi chị.
được không em? Trời ơi, cơ hội, cơ hội. Cái này được. Thử men của em luôn, thử dạ. Sức khỏe nè. Thử được sự va chạm, ủa chứ giờ chừng nào được nữa rồi. Giờ rồi, mời em qua bên đây. Rồi, 5 vòng xung quanh đây. Là để cho leo lên lưng em vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bế nổi không, bế nổi không? Dạ. Bế, bế vậy nè. Nhiều ký vậy. Cái cổng ta bằng hai chân ta ra hơi tội người ta. Người ta phụ nữ mà em bấm khép lại vậy nè. Vậy đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, đó. Số đo 3 vòng. Đó, rồi, cho không được, không được, không được. Bỏ xuống, bỏ xuống. Được, vậy. Được, cổng đi, cổng. Vậy cổng đúng không? Cổng đi. Vậy nó hờ quá. Lâu lâu xíu cũng được không? Ừ, 10 vòng cũng được. Sổ, 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 khoan, khoan. Em chưa có nhắc lên. Ừ, trời ơi. Hai sổ lại 10 vòng đi chị. Một vòng, trời ơi, thấy thương tâm ghê. Cộng thế gì mà thiệt nào. Không là nhiêu ký vậy. Hai vòng. 76 okay. 76 hả? Nào, chào. Nào, ba vòng. Được cổng. Người ta đáng lẽ người ta phải hai cái chân ra lên vậy nó gọn hơn. Trời ơi. Cái gì chị ơi. Thả xui chi tội nghiệp nhỏ ghê vậy. Bốn vòng. Một vòng nữa đi cưng. Bấu vô hồi có 10 ngón tay vô đùi luôn nè. Trời em tính sắc lên như vậy luôn mà cái... Rồi, 5 vòng. Sao em? Ảnh khỏe không em? Khỏe. Đủ sức đưa em đi hết đoạn đường này không em? Có đó. Có hả? Cảm giác em sao? Đầu tiên á là nghe đọc cái đó rồi bắt đầu khoái. Khoái. Cái rồi sắp tim nó đập mạnh. Nó đập mạnh một phần đó là do mệt. Hồi nãy con kêu 10 vòng được đúng không? Nữa. Không phải, tại vì cái thế em không có cho người ta cái thế. Tại thường cổng là mình phải hít lên cao rồi nó mới nhẹ. Tại em xuôi hai chân xuống vậy cho nên là người ta nặng là đúng rồi. Vậy cái này thì không phải binh bằng nam. Phần do mà giống như cái kiểu mà lần đầu tiên mà ba chạm được ẩm người gái sướng cảm giác mà giống như nó đúng rồi. Rồi, nó nóng. Đưa tay bắt mạch coi cái mạch ổn định không? Bạch. Ghê thiệt. Bài nào có một lá bài đọc lớn lên. Tật xấu nhất khi ngủ của em là gì? Gác người á. Sướng nữa. Nghe cô nói gì không? Gác lên người ngủ thì không, nói chung nó vậy hồi ôm, trước đúng như gối ôm. Mà nay thì đỡ hơn là có gối ôm thì gác lên gối ôm. Thì đó mà mai mốt thí dụ ngủ không có gối ôm là gác lên người là người nào? Thì người yêu hay người ngủ chung. Mà biết khi nào mới được ngủ chung không? Cũng chưa biết nữa chị. Theo em thì khi nào là hai người mới được ngủ chung? Khi mà giống như quen nhau hay người yêu rồi xác định mà giống như mà tiến tới xa hơn về hôn nhân. Để khi mà bắt đầu mối quan hệ vậy đó thì mình nghĩ là sẽ được ngủ. Cưới nhau mới được ngủ chung. Nhiều khi mà giống như mà em lên trên chỗ mà trên chỗ bạn đó chơi rồi giống như mà tối giống như mà không chỗ nhiều khi chỗ nhà bạn đó xa rồi xong rồi em ngủ ở ngay chỗ nhà mà chung nhà mà chị. Ủa, ngủ chung nhà mắc mớ gì người ta ơi, ta gác em mắc gì người ta ôm em. Cũng không được. Vậy là phải chung phòng đúng không? Đúng rồi, chung phòng mới chung giường mới gác nhau được chứ đúng không em? Chị nào mới ngủ chung, chị nào mới gác nhau được? Khi nào bạn đó cho rồi gác. Thí dụ bây giờ bắt đầu mối quan hệ cảm thấy hợp nhau thì bao giờ tiến tới hôn nhân? Em thì giờ kinh tế thì kêu cũng ổn định thì cũng bình thường, công ăn việc làm cũng có. Tuổi thì nhỏ thì không nhỏ mà lớn thì cũng chẳng lớn. Giờ quan tâm giống như do bạn nữ thì 1-2 năm hay gì đó. Nhưng mà em đã sẵn sàng mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Chuẩn bị mấy năm nay rồi. À, chuẩn bị mấy năm nay rồi. Dạ. Em gái thì sao, mình có yêu cầu gì phía bạn trai không? Miễn sao là bạn trai có thể đi làm, tạo đủ điều kiện cho hai vợ chồng sống là được rồi. Thì tốt rồi. Có nhà cửa thì càng tốt không sao. Hiện giờ là em đang ở với ai vậy? Em bây giờ đang ở với bạn em. Là ở nhà, nhà trọ. Dạ. Có kế hoạch bao nhiêu năm nữa thì mình có thể là an cư lạc nghiệp hay không? Em dự định giống như 1-2 năm nữa thì giống như sẽ xin chuyển về chỗ ngay khúc mà gần nhà em ở trên chỗ Bình Dương đó. Ừ. Khi mà chỗ đó mở chi nhánh phòng giao dịch đó thì về đó nhà cửa hay gì mọi thứ thì vẫn sẽ ổn định hơn như đây. Về kinh tế hay mức sống này kia. Có nghĩa là định sau này là sẽ lập nghiệp ở Bình Dương. Dạ. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho em nè. Chị là chị kết em lắm rồi đó. Em có thể thể hiện một cái gì đó để mà em có thể thuyết phục bạn gái đấm nút hẹn hò với em hay không? Nãy em nói em có nhiều tài năng lắm đó. Dạ. Dạ, bây giờ làm gì? Chắc là hát đi chị. Rồi, hát một khúc thôi. Này đến chương trình có dịp gặp em thì như anh hát tặng em một khúc. Nó là cái khúc nhạc mà anh cũng không biết tên nhưng mà nghe người ta hát rồi thích. Lần ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa, cơn mưa là vàng. Lần nghe tiếng thời gian, để hôn ân mơ về di vấn. Tình là chít lá thu hoàn rơi buồn rơi. Tình là nhung nhớ đôi mắt em hơi ngửi. Tình là lưu liên sống trong kỷ niệm. Nhẹ nhàng ôm lấy từ ngay tay trong vòng tay. Dạ rồi chị. Tôi cũng không biết bài là bài gì luôn. Nhưng mà không sao, nghĩ nó có ý nghĩa là được rồi. Em có cái gì tặng ảnh không? Em hả?
cô muốn nói gì với anh không? Vậy thì em hãy nói cho anh bất cứ một cái điều gì đó trước khi chúng ta quyết định. Em thấy anh cũng được, nếu mà anh cảm thấy hai đứa mình hợp ấy, thì có thể tạo cơ hội cho hai người hẹn hò. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây là cái nút bấm hẹn hò nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu như chúng ta thấy là mình không phù hợp, có thể mình nói chuyện, mình nói chuyện vậy thôi, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy không có rung động, không sao xuyến, đây không phải là đối tượng mình muốn tìm để tiến tới hôn nhân, thì chúng ta không cần bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra khỏi nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Trai hơi nhanh ha, mới hai bấm mà ha. Chớp cơ hội chứ chị. Rồi, đầu đây qua bên đây. Nắm tay nhau đi em. Khi chúng ta đã bấm nút hẹn hò nhau rồi thì bây giờ là thủ tục một nụ hôn đầu tiên của hai bạn, và cũng là một nụ hôn đầu tiên nhân kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đồng ý sẽ cùng tìm hiểu nhau. Trời ơi, gì mà sợ dữ vậy, em làm ta sợ kìa. Sao cảm thấy sao? Nó như hồi nãy chị, nhưng mà cái này nó thích hơn. Ủa, à rồi anh ảnh hết khó tính chưa em? Nãy chị quên hỏi. Dạ, thấy cũng ý là nhìn gương mặt thôi. À, nhìn gương mặt hơi khó tính à. Dạ. Rồi, bây giờ chị thay mặt chương trình gửi tặng hai em. Đây là một phần quà đến từ nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Với những màu sắc son rất là đẹp, rất là tự nhiên, phù hợp cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, để chúng ta có thể có một ánh nhìn rất là đẹp nha. Tay nữa, để gửi tặng hai bạn là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là không gian rất dễ thương để đến tìm hiểu nhau ha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ạ.